Xin chào các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2024. Mở đầu video xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều các mẫu đồng hồ đến từ nhiều các thương hiệu. Ngoài ra thì sẽ có các cái mẫu kính cùng với nhẫn. Các bác trong quá trình xem video nếu như mà mình yêu thích sản phẩm nào thì có thể chốt đơn cho em về Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì mình đừng quên là ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh để mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất nhé. Và mẫu đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay sẽ là một chiếc Rolex nha, phiên bản Desert, một cái phiên bản có một ô click nằm tại vị trí góc 3 giờ các bác này. Em này thì thiết kế toàn bộ cái phần niềng sẽ là niềng khía nha, rất là đẹp luôn, niềng vàng hồng này, thân vỏ thép không rỉ và zin nguyên bản từ phần dây khóa cho các bác ạ. Đây là phần dây khóa này. Dây của em này sẽ là một chiếc dây dummy nha, dây khóa thép đúc cực kỳ dài dặn như này, phía dưới mặt đáy thép sáng bóng, nốm zin nguyên bản có biểu tượng thương hiệu. Màu mặt của em này sẽ là một cái màu mặt trắng sặc cờ nha, và toàn bộ phần cọc số thì được đính đá đấy, có một lịch ở góc 12 giờ, đây là biểu tượng của thương hiệu Rolex nha. Size mặt ngang của em này là 341, size ngang 41 và size dọc sẽ là size 50, một form mặt là lớn vừa phải, rất là dễ đeo dành cho các bác nha. Em đeo lên tay để các bác ngắm này. Đó, em này lên tay cực chất luôn nha. Tay của em đang là tay của tay 15.5 nhá. Nốm của em này sẽ là một chiếc nốm cổ chai, các bác mình sẽ xoáy ra bên ngoài nhá. Thì chiếc Rolex sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả có tay nữa. Đấy, các bác có thể lên có tay này, kéo ra, nấc thứ hai là để mình chỉnh lịch ngày và nấc thứ ba để mình chỉnh kim nhá. Rồi và về bộ máy bên trong ạ, thì ngay trên màn hình đây chính là bộ máy trong của chiếc Rolex này các bác nha. Máy tự động nguyên bản của Thụy Sĩ này, máy ETA, có hỗ trợ có tay, tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Và em này thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi ạ. Đấy, máy trong các bác nha, máy Thụy Sĩ. Rồi một chiếc Rolex zin nguyên bản từ phần dây khóa này, thiết kế cực kỳ đẹp luôn, sang trọng và đẳng cấp. Một thương hiệu đồng hồ là quá là nổi tiếng để cho các bác mình có thể giao lưu. Phần mặt viền bên trong này đấy, toàn bộ đều được khắc diện tên thương hiệu Rolex ở đây, các bác có nhìn thấy không ạ? Rồi và chiếc đồng hồ này giao lưu đến các bác với giá là 3.800.000 nha. Các bác chốt đơn em với mã đồng hồ số 1. Chốt đơn theo Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Và cửa hàng Kiên sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho mình nhé. Rồi và ngoài đồng hồ thì sẽ tiếp tục mang đến cho các bác một số các dòng sản phẩm khác của cửa hàng Kiên nhé. Đó là kính ạ. Hiện tại thì trên tay em đây đang là cái dòng kính AO, hay các bác còn gọi là kính cơn ạ, một cái dòng kính của phi công nha, rất là nổi tiếng tại Việt Nam và được các bác cực kỳ là yêu thích này. Đấy. Hiện tại thì đang được xả kho tại cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Số lượng kính thì em không có nhiều đâu, mỗi mẫu em chỉ còn có một vài chiếc thôi. Đấy, tuy nhiên thì sẽ có đủ số lượng 3 màu cho các bác mình có thể lựa chọn nhé. Hiện tại thì em đang có màu kính xanh đen này, màu mắt xanh và màu nâu trà như thế này. Đấy, đây là ba cái màu mắt kính dâm rất là thông dụng và rất là dễ đeo dành cho các bác ạ. Đối với những cái dòng kính như thế này thì các bác mình có thể đeo đi chơi, đi đám cưới, đám hỏi hay là đi gặp bạn bè, hoặc đồng niên rất là phù hợp luôn. Đấy. Đặc biệt là ở Việt Nam, thời tiết cực kỳ gay gắt, ánh nắng chói chang. Chỉ cần bước chân ra ngoài đường thôi thì kính sẽ là một trong những cái phụ kiện mà rất là cần thiết để cho các bác mình có thể đeo nha. Giới thiệu qua về cái phần gọng kính thì gọng của em này sẽ là gọng mái treo nhá. Gọng mái treo được mạ vàng, thiết kế các cái đường viền này,
Đấy, các cái đường vân kính bên ngoài nó cực kỳ là tinh tế luôn. Một trong những cái dòng kính mà gọi là sang trọng và đẳng cấp bậc nhất để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm nha. Ba màu rất là dễ đeo, đây là cái màu xanh này, màu mắt kính xanh và cái màu xanh đen như thế này. Rồi, đủ 3 màu cho các bác lựa chọn. Và hiện tại thì kính cơn đang được giao lưu tại cửa hàng Kiên với giá là 480.000 cho một chiếc kính như thế này. Các bác mua hàng đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Rồi, và ngoài kính thì nhẫn cũng là một trong những cái phụ kiện mà rất là được yêu thích tại cửa hàng Kiên đồ cũ đợt này. Đấy. Tiếp tục đấu giá thêm được một lô nhẫn về giao lưu đến cho các bác này. Toàn bộ các mẫu nhẫn bên em thì đều là nhẫn nam nhé. Nhẫn nam với các cái form nhẫn rất là to. Các bác nam đeo những cái dòng này rất là phù hợp và đẹp luôn này. Toàn bộ nhẫn đang được bán đồng giá là 380.000 cho một chiếc. Và mua hàng các bác cũng đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn. Bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Rồi mang đến cho các bác mã nhẫn số 1 ngày hôm nay. Một em với màu mặt đá trắng. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mỗi chiếc nhẫn thì đều có cái hoa văn họa tiết khác nhau. Size của em này là size 9, dành cho các bác có ngón tay từ 21 đổ lại nhé. Và ngoài ra thì nếu như các bác có ngón tay size lớn hơn hoặc nhỏ hơn, cùng với cái màu mắt đá như thế này đấy, thì mình cũng có thể nhắn tin trực tiếp về Zalo số điện thoại của cửa hàng Kiên để được em tư vấn nhé. Rồi đây là mã nhẫn số 1 nhé. Em đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm thử này. Đấy, 380.000. Mua hàng đặt cọc giúp em 50.000 một đơn, bên em sẽ gửi hàng bao ship toàn quốc ạ. Tiếp tục qua mã nhẫn số 2, sẽ mang đến cho các bác một em với phong cách khá là vintage, cổ điển. Đấy, châu Âu xưa nha, màu mặt đá xanh rất là đẹp này. Em này thì sẽ là một cái form đá, một cái form nhẫn nó mỏng hơn một chút nha. Size 6 cho các bác ngón tay từ 13 đổ lại này. Đây là mã nhẫn số 2 nhé. Mã nhẫn số 2 em đeo lên tay các bác cùng ngắm này. Chốt đơn cho em với mã nhẫn số 2 nha. Tiếp tục qua mã nhẫn số 3, sẽ là một chiếc với màu mặt đá thạch anh đen. Size 10 cho các bác ngón tay từ 23 đổ lại cho em này. Ngón tay 23 đổ lại nha. Size 10, đây là mã nhẫn số 3. Tiếp tục qua mã nhẫn số 4. Số 4 sẽ là một em với form mặt đá vuông ạ. Đó, form mặt vuông nha. Size của em này là size 11 cho các bác ngón tay từ 24 đổ lại. Đấy. Mặt đá rất là sáng và đẹp như này. Mã nhẫn số 4. Đây là mã nhẫn số 4 nha. Tiếp tục qua mã số 5, sẽ mang đến cho các bác một em với màu mặt đá mỡ gà. Form vuông nha. Size của em này là size 10 cho các bác ngón tay 23 đổ lại này. Đây. Form cực chất luôn. Mã nhẫn số 5. Chốt đơn em chiếc này với mã nhẫn số 5 nhé. Tiếp tục qua mã nhẫn số 6 này. Số 6, một em màu đá thạch anh đỏ với size 10 cho các bác ngón tay 22 đổ lại. Mã nhẫn số 6 ạ. Chốt đơn em với mã nhẫn số 6 nha. Tiếp tục qua mã nhẫn số 7. Em này có size 10 cho các bác ngón tay 24 đổ lại cho em. Đấy. Các bác ngón tay 24 đổ lại nha. Ngón tay to đấy. Đây. Một màu mặt đá cực kỳ là nổi bật luôn ạ. Đây đều là những cái hoa văn họa tiết được người ta khắc nổi nha. Đấy.
mã nhẫn số 7 và mã nhẫn cuối cùng mã số 8. Một em với màu mặt đá thạch anh xanh rất là đẹp như này. Size 8 cho các bác ngón tay từ 18 đổ lại. Đấy. Rồi và trong phiên ngày hôm nay, cửa hàng Kiên đã mang đến cho các bác toàn bộ là 8 mẫu nhẫn với 8 màu mặt đá khác nhau để cho các bác mình có thể lựa chọn. Và trong quá trình xem thì nếu như mà mình yêu thích cái mẫu sản phẩm nào thì có thể chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại ở ngay bên ngoài màn hình nhé. Toàn bộ nhẫn đang được bán đồng giá là 380.000 cho một chiếc. Các bác mua hàng đặt cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng và bao ship toàn quốc cho mình nhé. Rồi và bây giờ tiếp tục quay trở lại với các mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Là mã đồng hồ số 2 sẽ mang đến cho các bác một em đồng hồ của Nga nha. Một chiếc Pondros phiên bản có chữ ký của Tổng thống Nga. Đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ rất là ý nghĩa để các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm. Máy thì sẽ là máy pin nhé. Em này thì size khá là lớn ấy, với màu mặt trắng sạc cừ và bên trên góc 12 giờ đây chính là biểu tượng quốc huy của Nga. Đấy, biểu tượng hình ảnh đại bàng hai đầu, tượng trưng cho hai cực của đất nước. Toàn bộ phần cọc số nổi, kim cọc vàng. Em này có size mặt ngang là 42 và size dọc tính cả chân càng thì sẽ là size 48 nhé. Đó. Zin nguyên bản từ phần dây khóa này. Đây là phần thân vỏ bên ngoài. Đấy, vỏ vàng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là phía dưới mặt đáy này, một chiếc đáy đúc với biểu tượng đại bàng hai đầu của Nga. Toàn bộ các chi tiết được người ta chế tác rất là tỉ mỉ cũng như là cực kỳ là sắc nét như này. Đấy. Đây là một chiếc logo được đúc nổi ở trên cái phần đáy nhá. Vỏ vàng toàn thân đó, và đặc biệt là zin nguyên bản từ phần dây khóa luôn. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm nhá. Ở trên này sẽ có một ô cửa lịch nằm tại ô lộc 6 giờ. Đấy. Lên tay cực kỳ đẹp luôn, nước vàng rất là sáng, nguyên vẹn. Đối với ô lịch này thì các bác mình có nấc để chỉnh lịch nhanh nhé. Các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài để chỉnh cái bộ lịch nhanh của chiếc này. Đấy, rất là tiện. Pondros chữ ký Tổng thống Nga, zin nguyên bản toàn bộ 100% từ phần dây khóa. Đấy, thân vỏ vàng, đáy đúc, logo cực kỳ là đẹp như này. Zalo đến cho các bác với giá chỉ có 1.380.000 thôi là các bác có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ này rồi nha. Chốt đơn em chiếc đồng hồ này với mã số 2 ạ. Mã số 2 cho em nha. Qua mã đồng hồ số 3 mang đến cho các bác một em đồng hồ cực cổ của thương hiệu đồng hồ Rado, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ các bác nhé. Rado Baliwa Aster. Phiên bản này được ra mắt vào khoảng những năm thập niên 80. Em này thì sẽ mang đến cho các bác là còn zin nguyên bản từ phần dây khóa nhé. Đây. Ở đây có tên thương hiệu Rado này. Dây khóa zin. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ gốm nhé. Cái màu gốm đặc trưng, một cái màu ghi xám như thế này. Chống xước rất là tốt và đặc biệt là nó có độ cứng cao hơn cả thép nha. Cọc số răng nanh và một ô cửa lịch cọc 3 giờ ở đây. Chiều ngang trên này size 36 và chiều dọc sẽ có size 41 này. Nốm zin nguyên bản. Phía dưới mặt đáy thép có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở dưới này. Đấy, em đeo lên tay để các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Rado này. Rado Baliwa Aster. Sở hữu bộ máy cơ tự động. Máy cơ tự động nha. Có hỗ trợ thêm cả con tay. Núm có nấc để chỉnh lịch nhanh cho các bác. Mình sẽ kéo núm ra bên ngoài và chỉnh lịch cho em. Đó. Chiếc đồng hồ này Zalo đến các bác với giá là 2.180.000. Các bác yêu thích chốt đơn em với mã đồng hồ số 3 nhé. Caravan. Một thương hiệu đồng hồ đã ngưng sản xuất từ những năm thập niên 80. Đấy, đây là một trong những cái phiên bản Caravan còn lại của thương hiệu này. Cái phiên bản này thì được ra mắt vào khoảng những năm thập niên 60 các bác nha. Và trước đây thì Caravan nó là một nhánh của thương hiệu đồng hồ cao cấp Bulova. Sau khi mà
ngưng sản xuất thì một thời gian sau đó là thương hiệu này đã chuyển nhượng lại cho Nhật nhé, và toàn bộ các cái mẫu Caravan hiện tại đời mới các bác thấy thì đều là các cái phiên bản của Nhật. À, tuy nhiên thì ngày hôm nay sẽ mang đến được cho các bác một em đồng hồ của Thụy Sĩ xưa, cái phiên bản rất là cổ để cho các bác mình có thể giao lưu và sưu tầm này. Form mặt vuông cạnh bầu, cọc số dạng khối và em này sẽ có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ nhé. Về phần thân vỏ bên ngoài thì đây sẽ là một chiếc đồng hồ với phần vỏ thép không gỉ. Đấy, một em đồng hồ cổ vỏ thép không gỉ, núm zin nguyên bản này. Và phía dưới mặt đáy sẽ có các tên thương hiệu Caravan ở đây, các thông số máy rất là chi tiết và đầy đủ trên phía dưới phần nắp đáy nha. Chiều ngang trên này sẽ là 35 và chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay cho các bác nữa. Đó, ô lịch góc 3 giờ và đây sẽ là một ô lịch cổ lịch chỉnh 912 nhé. Em đeo lên tay ạ. Caravan Thụy Sĩ, một em đồng hồ cơ cổ xưa, máy cơ tự động, có hỗ trợ cơ có tay để cho các bác mình giao lưu và sưu tầm. Và hiện tại thì bên cửa hàng Kiên đang giao lưu em này với giá chỉ có 1.580.000 thôi. Đấy, một mức giá cực kỳ tốt. Chốt đơn cho em chiếc này với mã đồng hồ số 4 các bác nhé. Tiếp tục qua mã số 5 và mang đến cho các bác một chiếc Rado M. Đấy, một phiên bản của Rado được ra mắt vào những năm thập niên 80 các bác nhá. Em này thì sẽ sở hữu một cái màu mặt xanh khá là lạ mắt cho các bác này. Kèm theo đó là trên phần mặt sẽ có các cái đường gân trải tia dọc tạo hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp như này. Đấy, cọc số dạng khối và ô lịch sẽ nằm tại vị trí góc 3 giờ các bác nhá. Em này thì dây khóa sẽ là một chiếc dây lụa linh kiện và thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở đây, núm zin nguyên bản. Đó, rất là dày dặn nha. Size ngang của em này là 36 và size dọc sẽ là size 41. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Đấy, núm có nấc để cho các bác có thể chỉnh lịch nhanh. Em đeo lên tay để các bác cùng ngắm này. Rado M nha. Mã số 5, giá 2.880.000. Tiếp tục qua mã số 6 này, Coslavin Delusi, máy cơ lên dây với 23 chân kính. Một chiếc Coslavin với cái form máy cơ siêu mỏng, phong cách cực kỳ thanh lịch và nhẹ nhàng cho các bác. Đấy, em này thì size mặt sẽ là size 35 nha. Màu mặt đen và toàn bộ phần cọc số la mã cổ điển. Thân vỏ vàng này. Đặc biệt là bốn phần chân càng rất là dài nha, hơi cong nhẹ xuống phía dưới. Cái form này thì khi đeo lên tay nó sẽ ôm sát vào cái cổ tay của các bác. Không gây cảm giác khó chịu khi mà đeo vào trên tay. Thân vỏ vàng và phía dưới mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin cùng đầy đủ các thông số máy ở đây. Em này thì nước vàng nói chung là rất là sáng các bác nha, rất là sáng này. Đấy, em sẽ đeo lên tay để cho các bác cùng ngắm ạ. Đây, Coslavin Delusi nha, một em đồng hồ cơ cổ với cái form máy rất là mỏng gọn, nhẹ nhàng, thanh lịch cho các bác. Yêu thích chiếc đồng hồ này, chốt đơn em với mã số 6 nhé. Giá 1.480.000 và đây sẽ là một chiếc máy cơ có tay với 23 chân kính. Tình trạng máy hoạt động tốt và đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Qua mã số 7 sẽ là một chiếc Technos Cower. Đó, một em đồng hồ cơ cổ dáng tanh của thương hiệu Technos, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha. Thiết kế của chiếc này thì nói chung là rất là vuông thành bén cạnh, toàn bộ các chi tiết rất là sắc nét. Cọc số rộng khối và có một lịch cóc 3 giờ ở đây. Màu mặt đen bao công. Chiều ngang size 32 và chiều dọc có size mặt là 30. Size chéo sẽ là 39 và nó tương đương với một chiếc đồng hồ form tròn khoảng size mặt 33 nha. Đấy, dây khóa, một chiếc dây khóa chun linh kiện và phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng của Technos ở đây. Đó, em đeo lên tay, ướm thử lên tay để các bác cùng ngắm nhé. Đó, dáng tanh. Dành cho bác nào mình yêu thích sưu tầm những cái form máy nó gọi là mang cái tính chất nó độc lạ một chút. Đấy, thì đây sẽ là một trong sự lựa chọn tuyệt vời cho các bác luôn. Em này thì sẽ là máy cơ tự động nhé. Và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay cho các bác nữa. Ô lịch này sẽ là lịch chỉnh thủ công, các bác mình sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Đó.
Rồi và trên này có giá là 1.480.000. Chốt đơn em với mã số 7 này. Số 8 nha, mang đến cho các bác một chiếc Pondjot cổ của đồng hồ Liên Xô này. Máy cơ lên dây với 23 chân kính. Em này sẽ là một cái form mặt tràn viền và là một chiếc với cái phần mặt bắt úp nha. Toàn bộ cọc số chấm bi và có một lịch cọc 3 giờ ở đây. Size của chiếc này sẽ là 36 ạ. Bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính và ô lịch của em này sẽ là lịch chỉnh thủ công bằng cách là quay kim cho em. Lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đấy, hàng sưu tầm. Thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng này. Hơi có một chút các vết thời gian ở trên đây. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Đáy em này rất là sáng luôn. Đấy. Rồi và giá của chiếc này là 1.480.000. Chốt đơn em với mã số 8 ạ. Qua mã số 9 này, Vostok. Đây là một trong những phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu Vostok đến từ Liên Xô. Máy cơ lên dây 18 chân kính, một thiết kế rất là mềm mại với 4 phần chân càng ôm sát vào phần thân viền của đồng hồ như thế này. Mặt đã lên dầu nhá, và toàn bộ cọc số dạng khối có một lịch cọc 3 giờ ở đây. Chiều ngang size 34, chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 41. Vỏ vàng au 5 có triện. Phía dưới mặt đáy này. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Vostok Liên Xô. Đó. 18 Jewel nha. Ô lịch góc 3 giờ. Giá của chiếc này là 1.080.000. Chốt đơn em với mã số 9 ạ. Qua mã tiếp tục mang đến cho các bác một em Rado Voyager, một trong những phiên bản rất là nổi tiếng của Rado, được ra mắt vào khoảng những năm thập niên 70 các bác nha. Zin từ phần dây khóa luôn này. Đấy. Mặt kính của chiếc này sẽ là kính phẳng và toàn bộ cọc số trải tia, lịch cọc 3 giờ. Thân vỏ thép không gỉ. Đáy có khắc tên hiệu Rado ở đây này. Đấy. Chiều ngang của chiếc này là 34 và chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 38. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên cho các bác cùng ngắm này. Đó, Rado Voyager nha. Ô lịch góc 3 giờ và đây sẽ là một có nước để chỉnh lịch nhanh cho các bác luôn. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em này giá 2.280.000 nha, chốt đơn em với mã số 10. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh nhé. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.